cái vùng Nghĩa Hưng nhà em và cái vùng Hải Hậu nhà anh cũng như nhau thôi. Nói chung là hiện nay kinh tế của bà con rất là tốt, ngoài làm ruộng làm nương tất cả các thứ ra, người ta còn đi làm ở trên Hà Nội, người ta mang tiền về xây nhà xây cửa. Hiện nay ấy, xin báo với bà con ở Bắc, năm nay tôi ra ngoài Bắc nhãn cực kỳ rẻ, tức là hiện nay ấy, năm nay được mùa mùa nhãn, tức là trồng vớ trồng phần ở vườn, người ta trồng ở nông thôn như quê tôi ấy, là không phải vùng chuyên canh, cho nên người ta trồng để mà gọi là để cho mát là chủ yếu. Nhưng mà nhãn trời ơi, trồng ở mé sông hoặc trong vườn nó nhiều vô kể, mà người ta đi chợ bán ấy chỉ có cỡ khoảng hơn 1.000 đồng một ký ký nhãn ấy. Chứ là nhãn với tôi thì không bằng nhãn ở vùng chuyên canh Thanh Hà nhé, nhiều khi để rơi giếc ăn và rụng xuống không ai ăn đấy. Năm nay ở quê, cho nên anh nói với thằng Trần Trúc này, mày sống ở cái Bảo Lâm ấy nó khốn nạn quá thì chữa bệnh thần kinh đi, về quê Ngữ Hưng mà sống nhiều khi rất thanh thản, một tháng em chỉ cần thu nhập được cỡ khoảng 2 triệu thôi là em sống thanh thản rồi. Còn nhà cửa ở ngoài Bắc ở khu vùng Nguyễn Hưng như quê anh là cực kỳ rẻ, cũng không đến nỗi đắt lắm, một cái nhà ở được rồi. Xin mời chị Triệu. Chào anh Bằng, mời chào tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Nói chung là nãy thì tôi thấy tôi bực mình cái ông Bằng này, cái như người ta có như ông gì lên 2 lần rồi lại đến Trần Toản lên 2 lần mà không mời tôi lên. Các Anh ông không lên có hai lần liền mà tôi camera. không mà không mời tôi lên sao? Bực mình cái lúc kia là cái thằng ấy nó nói về cái vấn đề đất đai Hà Nội mà. Nói đất đai Hà Nội này á thì phải gặp tôi vì tôi là người chứng kiến. Vì từ Anh tôi ra chỗ Dương Nội này có mấy cây số mà. Trần Siêu ơi, tức là cái Vâng. thằng Trần Trúc nó nói là trời sinh ra coi như là Trần Siêu, sao lại sinh ra Trần Trúc. Nó thần kinh anh ạ, nhiều khi có thằng thần kinh thì nhiều Ông khi cũng vui. nói chung là anh em họ nói cái gì thì mặc kệ họ thôi, vì tôi không quan tâm, vì kể cả chửi tôi cũng được, nhưng mà miễn là đừng động Bác Hồ thôi. Thì cùng họ là muốn nói gì tôi không quan tâm, vì mình chỉ hiểu theo cái đúng nghĩa của mình, mắt mình nhìn thấy cái gì mình nói như thế đấy. Thì những ai mình lên diễn đàn này là những ai chưa hiểu thì mình nói, mà họ cố tình không hiểu thì quyền của họ, hoặc là họ muốn nói cái gì cũng được, họ trêu rồi họ chửi thế nào thì đó là quyền của họ thôi, mình cũng Dạ. không quan tâm vấn đề như thế. Thì tôi không quan tâm vấn đề họ chửi đâu, vì có thể có những người, người ta ở phía bên kia người ta phải chửi mình, điều đó là dĩ nhiên rồi. Còn nói cái anh Nguyễn Chí à, cái anh Chí Chí gì nhỉ, Chí Chị Quốc Chí à? gì đấy, à, Chị Chí Quốc. Quốc, Chí Quốc thì tôi cũng tham gia, tôi cũng để ý anh rồi. À, cái anh này thì bảo 51 tuổi nhưng mà đúng này thế, nhưng mà cái là ông lên diễn đàn của bên kia thì ông nói cái khác, là về diễn đàn mình thì tôi ông cũng đã lên diễn đàn của tôi và nói chuyện với tôi rồi, nhưng mà ông ấy nói nó liên miên man quá. Mình bảo nói một vấn đề thôi để mình tranh luận một vấn đề cho xong đã rồi đến cái vấn đề khác, nhưng có cứ liên miên như thế. Thế tôi giải thích cho anh nha, anh nói là vấn đề ở Hà Nội đúng, ở Hà Nội này là vấn đề bức xúc nhất là mấy ngày vừa rồi là gia đình nhà Nguyễn Thị Hạnh đấy, là có 7 người là hay lên cái chỗ tiếp dân của trên ở trên cái chỗ trung ương đấy, bên tiếp dân trung ương thì làm loạn ở đấy á. Đấy thì tôi nói cho các anh Chí Quốc này, không phải có 7 nhà gia đình đó mà 28 nhà trong Dương Nội hiện tại bây giờ là cứ quanh năm bao nhiêu năm nay rồi cứ kiện cáo suốt đấy. Tôi nói như thế. Nhưng mà trong cái xã Dương Nội nó có 7.100 nhà, 7.100 gia đình, thì có 28 gia đình đó hiện tại bây giờ đang kiện cáo, còn 7.082 gia đình là người ta đã nhận tiền từ năm nào và người ta đã xây nhà, người ta làm ăn đầy đủ dưới bây giờ không. Ừ. Cứ vào, các ông cứ vào trong Dương Nội mà đấy, ai vào đấy mà quay trực tiếp, ví dụ như bên Bình Sơn người ta đã vào trong tại Dương Nội, người ta quay rất nhiều những gia đình và người ta nói và người ta đưa lên YouTube rất là nhiều rồi đấy, rất nhiều gia đình mà trong Dương Nội, nhân dân dân trong Dương Nội người cũng chẳng chỉ thẳng rằng mấy cái. Chúng tôi còn hỏi là tại sao những gia đình kia, 28 gia đình, người ta cứ đi kiện cáo, người ta kêu gào suốt, đòi đất, người ta lên hết cả lên trung ương rồi các cái thành phố người ta kêu thế, thì dân ở đấy người ta bảo ôi là cái nghề của họ mà, đấy là cái nghề của họ thế đấy, người ta còn bảo đấy là cái nghề mà đấy. Rồi mấy em sinh viên ở cái trường ở cái trường đại học, nhưng người ta cũng đến đấy người ta quay, người ta đang đi thực tập, người ta đến người ta quay, người ta phỏng vấn tất cả rất nhiều nhà trong Dương Nội rồi, người ta đưa YouTube rất nhiều rồi, rồi là phích nước nóng trực tiếp cũng vào đây quay rất nhiều lần rồi trong Dương Nội rồi. Và chúng tôi cũng là người, những người gần không xa, chúng tôi đến tận nơi chúng tôi hỏi đấy. Thế là anh chị, bây giờ tôi nói cho này, 28 gia đình này bây giờ đang liên kết với cái đội
lô u đấy, mà cái ông Nguyễn Văn A ông nắm, ông cầm đầu cái đoàn này, cái đoàn này mà ông nằm tên bên Đức đấy, ông nằm bên Đức. Ông ý ngày xưa ông đi cái năm 2014 là ông đã tranh cử vào quốc hội và ông được 7 phiếu bầu, trong đó có 6 người là đàn em của ông rồi, và ông được 7 phiếu bầu đấy. Nói cho để cho mọi người hiểu đấy, ông Nguyễn Văn A đấy nhá, người ông ở bên Gia Lâm. Nguyễn Văn A người bên Gia Lâm, ông đã tranh cử đại biểu quốc hội và ông được 7 phiếu bầu, trong đó có 6 người đàn em của ông rồi đấy. Đấy là nói cho mọi người hiểu đấy, như thế. Hiện tại bây giờ ông đang nằm bên Đức mà ông ấy lãnh đạo cái phong trào Lỗ U đấy, mà trong đó 28 người gia đình này là đang nhờ cái số tiền của cái đội Lỗ U đó gửi về để nuôi đấy. Tôi nói sự thật đấy, đến đấy như thế. Nhưng mà trước đây có mẹ con Cấn Thị Thêu là làm mạnh, nhưng bây giờ mẹ con Cấn Thị Thêu thì ít là mạnh rồi, có 7 nhà thì có đó 7 người nhà gia đình mà lên thường thường lên trên chỗ tiếp dân ở trên trung ương, nên là quấy rối hàng ngày, nên là do có Nguyễn Thị Hạnh là cầm đầu đấy, 7 người đó mà lên trên đó. Nó như này, người ta cán bộ người ta yêu cầu là bây giờ này muốn vào làm việc với cán bộ, trước hết là theo quy định của cơ quan là anh không được quay phim chụp ảnh thì vào đây chúng tôi tiếp đãi và chúng tôi làm việc hoàn. Nhưng mà Nguyễn Thị Hạnh này chủ yếu đến quấy rối, đã gọi là chủ yếu đến quấy rối thì họ cứ quay phim mới live stream để cho mọi người xem. Thế là cán bộ người ta bảo đã live stream người ta không làm việc, người ta cho ông bảo vệ ra làm việc đấy, suốt ngày như thế 4 5 ngày liền live stream, và 4 5 ngày liền kia ông bảo vệ suốt ngày ông chỉ làm biên bản đấy. Rồi thế thôi, xong lại cho về hết giờ thì ông thôi đấy, xong lại đến giờ thì ông lại ra đấy, đấy 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 rồi làm biên bản là cái là thứ nhất là phá rối cái nơi cơ quan làm việc của nhà nước, và live stream quay phim chụp ảnh không được phép của cơ quan đấy. Nó chỉ có cái đấy, ký xong lại về người ta lại cho về để giỏi, cứ một mấy tháng này hàng năm trời cứ lên đấy, mà bảy nhà cứ lên mà kêu đi, bà có lên được cả năm không đấy, người ta chỉ cho ông bảo vệ làm việc thôi đấy, vì anh không tôn trọng người ta, khi người ta đã có cơ quan người ta quy định không quay phim chụp ảnh vào làm việc đàng hoàng đấy. Nếu cần cần đến nhà báo thì mời nhà báo đến làm việc thì nhà báo được phép quay phim, mà không nghe đấy, không nghe thì người ta không chào làm việc nữa, thì người ta cho ông bảo vệ ra làm việc là phải thôi. Đấy là mình không tôn trọng người ta trước thì người ta thì lại bảo là cán bộ hách dịch không làm việc đấy, người ta không tôn trọng người ta thì đến lúc xem xong là quay phim chụp ảnh loạn lên để đưa ra nước ngoài cho cái bọn nước ngoài nó xem đấy, bọn nước ngoài nó xem thì nó ủng hộ, xong là nó đấy nó gửi tiền vẫn nuôi, phải làm như thế thì mới có tiền để về nuôi đấy, để bọn nó mới gửi tiền về cho nó nuôi. Thế này bảo là cán bộ hành dân mãi rồi, bây giờ dân phải hành cán bộ đấy, lại nói kiểu đấy ý đấy. Nhưng mà người ta hành làm sao, cái hành cái ông bảo vệ thôi, chỉ có mỗi cái ông bảo vệ nó khổ hàng ngày cứ là biên bản đi là biên bản lại đấy, có vậy thôi thì chả làm gì đâu. Đây là tôi nói thế để mọi người hiểu tại sao có 28 nhà mà trong có 7.100 gia đình, trong cái xã Dương Nội đó 7.100 gia đình mà có 28 gia đình cứ đúng suốt năm nọ sang năm kia là đi kêu kêu đúng oan rồi, cho nên là mình đấy. phải Đây xem là cái là nghề những cái gia đình đó, ấy nó thuộc dạng như thế đúng nào, anh hiểu không? nghề dân Cái dân oan đấy thì thế, tôi nói mình đến chỉ dù cần tất cả các bạn đúng là dân dân gì, đúng không? Là dân ừ, gì mình chỉ thấy là đặt vấn đề rồi. đó. Đầu tiên ngay bản thân tôi đầu tiên nhá, cái thời gian ông Trần Đại Quang mới lên chủ tịch, ông gì nhỉ, ông gì mới lên chủ tịch thành phố này, ông ấy là ông ấy về đấy ông làm, mà lúc đó là dân Dương Nội là bắt 28 cán bộ là đấy đấy là cái đợt ý đấy. Thì chính ông Trần Đại Quang đầu tiên ông cũng hiểu, mà bản thân tôi cũng hiểu, tôi cũng bức xúc á, nhưng chúng tôi là những người trực tiếp đến tìm hiểu tại sao sau cái đợt Mấy đó bạn người ta tìm hiểu ra thì người xin ta lỗi không làm việc với anh siêu, 28 nhiều khi rồi. cái cơm ăn nó sôi nhiều quá, các bạn ở dưới Rồi. trừng trị mấy cái bọn mà mấy thằng mà ba que cho tôi. Rồi. Còn cái thằng AQ này tôi nói thật một câu này này. Nói cho biết nó bảo không ai dám động đến thủ tướng hay tổng thống Đào Minh Quân nữa. Tổng thống hay Đào Minh Quân của mày em về đây tao dạy cho cái nghề chăn lợn thì tốt hơn. Nói cho mày, kể cả mày đến cái tổng thống của nhà mày với cái ban bệ tổng thống của cái đợi Đào Minh Quân của mày về hết đây tao dạy cho cái nghề chăn lợn. Mà ra mà hót cái lợn cho tao trả lương cho thì còn hơn là làm cái tổng thống ở đấy. Nói cho mày biết đấy, chúng mày làm tổng thống lừa bịp người ta chửi cho, về đây hót cái lợn đây là người ta còn tôn trọng. Nói cho mày biết như thế nhá, chứ là sợ gì cái loại chúng mày mà không ai dám, chúng mày không còn, nếu như không hẳn hoi đàng hoàng còn không xứng đáng được đi hót cái lợn cho tao cơ. Nói cái tổng thống của ba que của chúng mày là như thế nhá, nói cho chúng mày biết là như thế, có lại tổng thống của chúng mày như thế nhá.
Còn như Châu La Khải thì tôi khuyên Châu La Khải là tốt nhất là Châu La Khải không phải là Ba Que. Tôi nói cho mọi người hiểu là này, vì tôi hiểu Châu La Khải vì Châu La Khải đã lên diễn đàn của tôi rồi. Châu La Khải không phải là Ba Que nhưng là một người dân, nhưng mà cũng bức xúc một số vấn đề. Nhưng khổ là cái Châu La Khải là thứ nhất là cái tính của Châu La Khải là không được. Phải tốt nhất là phải bỏ cái tính nó đi, thấy người ta khác ý mình là chửi nó không được. Khác ý mình phải phân tích, mình phải dùng cái đầu óc của mình để phân tích cho người ta hiểu. Chứ không thể chửi người ta được. Nó chửi người ta là sai, mình phải khẳng định câu thế. Người ta chửi mình như tôi, người ta chửi tôi vẫn tôi cũng không thèm nói lại. Tôi đã coi thường người đó tôi không thèm nói lại rồi. Đừng có nói người ta tôi sợ nhá. Coi thường người đó không thèm trả lời. Thế như thế, Châu La Khải không phải là Ba Que mà cũng không phải là thuộc dạng dân chủ cuội. Đấy, tôi khẳng định với mọi người là như thế. Cũng mà không biết ở đâu thì tôi không biết. Có khả năng ở Lâm Đồng thì phải. Nhưng mà Châu La Khải là bức xúc với một số vấn đề chỉ nghe trên diễn đàn của các nơi của cái bọn dân chủ cuội hay là Ba Que đưa ra rồi là cứ tin đó là thật, không chịu tìm hiểu cái thông tin chính thống. Đấy, mà đi tìm hiểu cứ bọn nó que thì hiểu 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 với hiểu bọn nó là hô hào theo bọn nó. Nhưng mà Châu La Khải không, nó không ủng hộ bọn nó que đâu. Tôi khẳng định với mọi người là Châu La Khải cũng chửi bọn Ba Que. Ngay trên diễn đàn của Tân Thái, Châu La Khải cũng chửi Tân Thái. Đấy là cái vấn đề là tôi khẳng định. Đấy, vì tôi đã biết. Đấy, là như thế. Tôi xem ở diễn đàn của Tân Thái, Châu La Khải, chính Châu La Khải cũng chửi Tân Thái, chửi bọn nó que. Đấy, và trên diễn đàn của Ngô Đào gì đấy, là Châu La Khải cũng chửi bọn nó, chửi bọn que, chửi bọn nó Nhưng que, mà thì toàn là bọn bọn que này khác. Đấy, anh Trần nhưng mà ngược Siêu, lại là kênh Châu Trung Đăng Khải livestream tại sao không không đưa mặt ra, đẹp trai đưa mặt ra? có lên diễn đàn tôi vẫn ra mặt mà, Đấy. lên diễn đàn tôi vẫn ra mặt. Đấy, Châu La Trung Đăng Khải là Khải lần thích đầu lên tiên diễn lên diễn đàn á, đàn của anh bảo anh mời, ưu tiên mời Châu đúng La không? Khải có một cái tính. Đây này, tôi nói Châu La Khải có một cái xấu tính này. Hôm lên diễn đàn của Thái Ngọc Nhiên có chửi tôi và Thái Ngọc Nhiên, nhưng mà sau lên diễn đàn tôi và xin lỗi tôi, vì là đúng là Châu La Khải cũng có cái lòng kính, tôi khẳng định cô cũng có cái lòng kính, vì nói không vừa hợp ý mình là đâm ra coi như là chửi bừa chửi bãi. Như thế là bỏ cái tính đi, hãy nói một cách mà tìm hiểu về thông tin chính thống và lên trên mạng mình nói một cái đúng thì người ta tin cái đó là đúng. Đúng, nó nói là Châu La Khải nói là về vấn đề một số cán bộ, đúng, đấu tranh về một số cán bộ tham nhũng thì lên đấu tranh, tôi cũng ủng hộ vấn đề đó. Đấy, khẳng định đấy. Vì chúng tôi nếu không vướng bọn nó que này thì chúng tôi cũng tập trung là đấu tranh với những thành phần tiêu cực, là chúng tôi cũng tập trung đấu tranh đấy. Nhưng vì bọn nó que nó đang phá rối đất nước thì chúng tôi phải tập trung vào đấu với bọn nó que đã. Còn cái vấn đề mà tiêu cực đất nước thì đã có nhà nước người ta đang lo, mình Em chỉ ủng nói anh hộ Trần Siêu thôi. này, bây Đấy. giờ này, hiện nay ấy, đấu tranh tham nhũng thì chỉ có Đấy. nhà nước mình đấu tranh thôi, chứ còn anh em mình là Đúng. những người dân thì bây giờ ví dụ thấy cái ông A này ông giàu, ông đang làm ví dụ như chủ Đúng. tịch phường ông giàu chẳng hạn, thì mình Đúng không biết đúng. ông giàu do cái gì, mình phải có đầy đủ dẫn chứng giấy tờ hợp lệ Ừ. thì mình mới đấu tranh được. Chứ nếu mình ví Đúng. dụ đấu tranh nhớ cái có con ông ấy hiện nay làm kinh doanh, bây giờ ông ấy giàu mà mình lại Ừ. đi tố cáo ông ấy nọ kia tất cả thứ, thì Đúng đúng. Đúng. anh lại vi phạm cái tội vu khống. Cho nên là những cái Đúng gì đúng. mình biết chắc thì mình mới đấu tranh, còn không thì mình lại mắc Đúng tội rồi. vu khống đấy. Châu La Khải là bức xúc với một số cán bộ là có vẻ là hách dịch, ví dụ như thế. À, lên làm một cái gì đó là cán bộ người ta hách dịch này khác ấy. Đấy. Rồi là bắt đầu là bức xúc với này đó. Cái đó mình cũng có thể lên án cũng được. Cán bộ làm ăn mà hách dịch không tôn trọng nhân dân, ta cũng có thể là đấu tranh. Nhưng mà ta đấu tranh cho nó đúng, nói cho đúng và mang tính chất tôn trọng người ta thì người ta sẽ tôn trọng lại mình. Ví dụ là như thế, chứ không thể chửi lung tung được. Ai cũng Đúng chửi, rồi. đầu tiên còn chửi tôi nhá. Nhưng sau rồi là thấy tôi nói là bắt đầu là lên diễn đàn của tôi mới lần là không chửi. Lên diễn đàn tôi là Châu La Khải có ra mặt đàng hoàng. Và mọi diễn đàn như diễn đàn Thái Ngẫu Nhiên là Châu La Khải cũng ra mặt. Đấy, nhiều người biết mặt Châu La Khải nhưng Châu La Khải là thấy người ta nói khác ý mình cái là chửi lung tung. Đấy, vì thế. Đấy là không được, cái đó là cái sai và cái xấu của mình. À, mình phải lên. Tôi là người tôi có ý thật chân tình chứ không phải là có ý gì là ghét Châu La Khải đâu nhá. Vì tôi đã nói chuyện đâu Châu La Khải nhiều lần rồi và tôi biết, tôi hiểu. Đấy, Châu La Khải chẳng qua là bị bức xúc với một số cán bộ địa phương, họ có thể là hách dịch gì đó đấy, rồi bắt đầu là nói láo lung tung đấy. Đấy là nói nó như thế nào, mình không phải là nói láo. Chưa, trình độ của Châu La Khải chẳng qua là trình độ không khác gì, nói để Châu La Khải thông cảm nhá, trình độ không khác gì mấy ông đầu đường xó chợ.
nói như thế là người ta khẳng định là mình là bắt đầu được xóa chợ. Lôi thôi cái là chửi ngay, không có ý là chửi ngay, mà nói sai ý mình là chửi ngay, như thế là không được. Ai bỏ ngay cái tính đi, nói ăn từ tốn tôn trọng người khác, người ta sẽ tự tôn trọng mình. Đấy, mình tôi khuyên Châu Lộc Khải thế, mà Châu Lộc Khải nghe không là tùy. Đấy là lời nói chân tình của tôi, đó là như thế. Hãy tôn trọng người khác trước. Các cụ có câu là tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước hết ta phải trách mình trước, sau đó rồi hãy trách những người khác. Đấy là Châu Lộc Khải lên nhớ là như thế. Đấy là các cụ của ta có câu là như thế, là tiên trách kỷ hậu trách nhân, ta phải trách bản thân mình rồi hãy trách những người khác. Thì mình ấy, đấy là tôi nói thế, còn Châu Lộc Khải hiểu như là tùy nhé. Còn một lời khuyên chân tình của tôi là như thế, ta nói là đúng sự thật, đúng trường hợp cán bộ ở ta nhiều ông hay thì có cái đó là có, nhưng ta đấu tranh hoặc là nhiều ông tiêu cực Đúng, có cho cái nên đó là em có, nói tôi anh không phải này, nói là không, ví ta dụ đấu như tranh mình nhưng phải đấu tranh gặp cho những đúng. người đó, đúng không, mình dùng Đúng cái lý luận mình nói nhẹ nhàng đối với người đúng đúng ta thì tôi nghĩ rằng đúng người ta đúng cũng sợ mình, chứ không bây giờ ví dụ như mình lại dùng cái kiểu côn đồ, mình chửi tất cả đúng các bên đúng lên, rồi chửi mình theo nói kiểu móc chiêu lên đồ đúng đó, không, mình lại lại cho lại nên là xử lây người khác ra nữa, cái điều đó không bao giờ ai cho chấp này, nhận đâu. trong diễn đàn này nhiều người tưởng Châu Lạc Khải là bao que, nhưng không phải, Châu Lạc Khải là người chửi bao que rất ác, tôi khẳng định như thế đấy, vì tôi đã theo dõi tôi biết đấy. Nhưng mà ở diễn đàn mình Châu Lạc Khải cũng chửi lung tung, chửi cả cán bộ ấy, là địt mẹ cán bộ mới là khác, như thế là không được, nói thế là sai đấy, không với mình là chửi lung tung thôi, chứ không biết cái lý luận kiểu gì. Đấy là cái tính cách của Châu Lạc Khải đấy, là tôi nói thế để mọi người hiểu, cho nên là Châu Lạc Khải không phải là ba que và không phải là dân chủ cội, tôi nói đấy để mọi người hiểu thôi, chẳng qua là Châu Lạc Khải có cái tính như thế, không khác thì ông đầu được xóa chợ, tôi khẳng định này thế Cho nên là hắc đấy. quy và đừng Thế lấy vào rồi kích phát, những cái chuyện gì anh siêu ra thế bắt còn nói bỏ AQ thì này, anh siêu đưa ra một cái riêng nhận xét, AQ đừng có bảo với kích, đúng không? rồi rồi riêng riêng còn cái dạng AQ này nhá, thì tôi chưa biết mặt AQ, tôi khẳng định Không, câu là chưa cái phát chuyện này AQ, xin lỗi, nhưng nói chung mà là La Khải như này này, mình là dân gốc Hải Hậu, Nam Định, nhưng mà đúng ai rồi ở cái vùng vùng huyện ở Hải Hậu ấy, người ta còn nói gọc bằng vặn mình. Nói chung mình đã đi nhiều cho nên nói chung là mình cũng gọi là thay đổi một tí xíu, còn ở huyện Hải Hậu thôi rồi nói ngọng bằng ấy, cho nên thì mình nghĩ là cái đấy chẳng chẳng là cái gì xấu cả. Thấy chưa? Tôi đúng, cũng ngọng gọi cái là gì là đẹp một cái xấu, là giữ được cái bản sắc quê hương. đúng rồi, có cái là thôi. Còn AQ tôi nói AQ này này, riêng cái dạng AQ mới Bạn là mua cái bắt dạng ta bạn cần chờ phải tí lên nhé, án. tôi sẽ gọi bạn lên, không biết bạn làm bao Hùng giờ. Phạm, Hùng Phạm là một loại, AQ là hai, thì tôi ủng hộ. Đấy, mọi người phải lên chửi, cái dạng nó không thể nói được nữa rồi, không thể phân tích được nữa rồi, phải lên chửi, mà chửi cả chửi bố cái thằng Đào Minh Quân của Châu Lạc Khải, à của thằng 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 AQ ra này đấy, chứ đừng nói cho Đào Minh Quân là AQ tôn trọng Đào Minh Quân, nhưng chúng tôi coi Đào Minh Quân không khác gì, không bằng một con chó của chúng tôi nuôi, chúng tôi quý con chó còn hơn quý Đào Minh Quân nhiều. Anh nói cho Đào cho AQ biết là như thế nhé. AQ đừng tưởng Đào Minh Quân của công là to, về đây không đáng để chăn lợn cho tôi đấy, không xứng đáng để làm công nhân chăn lợn cho tôi. Đấy, đừng có nói bảo là tôn trọng gì, đúng là AQ thật, AQ thì hãy ở bên Mỹ mà đừng, tốt nhất đừng về Việt Nam nữa. Về Việt Nam xấu hổ đất nước Việt Nam của chúng tôi, ở bên Mỹ mà hót kích cho Đào Minh Quân đi. Đấy, đừng có về Việt Nam nữa, về Việt Nam chúng tôi xấu hổ lắm, về là về 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 AQ đó, nói cho AQ biết, thì nói lên những cái câu nó không gì. Ở diễn đàn kia thì nó làm sao, hãy xác định đi, vào diễn đàn của Tân Thái nó là sao, ta nói là một, hai là hai, không nói hai lời, đừng có hai mặt đấy, nói cho biết là thế. Người Việt Nam chúng ta hãy thẳng thắn mà nói, ngẩng cao đầu mà đi, không việc gì phải cúi mặt với thằng nào cả đấy, việc gì phải ê, sang bên kia lịnh bên kia, về này lịnh bên này. Cái loại người đó ở dân Việt Nam người ta coi rất bình thường, rất thường, người ta coi thường là tiểu nhân như thế. Đấy là cái loại tiểu nhân bị ổi, cái tôi gọi là tiểu nhân bị ổi. Hãy lên nhớ thế, nếu đứng về phía cờ vàng hãy đứng về phía cờ vàng đi, thẳng thắn đi nào, còn nói đứng về phía cờ đỏ thì hãy thẳng thắn đứng về phía cờ đỏ đi. Tại sao hai mặt thế, sống hai mặt là sống không tốt, loại người tiểu nhân bị ổi người ta coi thường, hãy xác định như thế. Không cứ gì chúng tôi coi thường đâu, mà kể cả bên kia người ta coi thường đấy, đừng có nhập ra tùy tục, đừng có bảo nhập ra tùy tục. Thì nhập ra tùy tục không phải là ở bên kia là tâng bốc bên kia, về bên này tâng bốc này, là cái đó nhầm.
Cái đó là con người sống Đức hai Phương mặt Vũ tiểu nhân mấy bỉ bác nói phép cái gì? ổi. Không, có muốn lên phản biện không? À. Các bác ở đây chỉ nói thật thôi, À. chẳng có cái gì nói phép cả. Đây chúng tôi là Bác nói sự nói phép thật quá, các tình bác chả hình được cái của gì đất cả. nước. Còn nói cho các anh biết này, như này này, như lấy cái anh Chí Quốc này, anh nói chuyện này, thì đúng là ở Việt Nam mình có rất nhiều vấn đề bức xúc. Ví dụ như ta mở một cửa hàng ra, nếu như ta tìm được chỗ nào rộng rãi có chỗ đậu xe, ta làm ăn sạch sẽ này khác, thì họ cứ đến kiểm tra mình, cho họ đến kiểm tra thoải mái. Đấy, tôi phạm pháp thì tôi phải chịu phạt, đúng không? Còn ông làm ấy mà, ông làm thì ông làm nhà hàng, ông làm phở thì ông làm không sạch không sẽ, coi như là người ta đến kiểm tra ông, người ta phát hiện ra ông không sẽ, tự ông đút lót cho người ta thì ông bảo là người ta hoạnh huệ ông này khác, thế là cái đó ông sai, cái đó sai chứ đừng nói người ta À, đậu xe, khách đậu anh xe ơi ra Trần đầy Siêu đường. ơi, cho em nói chuyện tí xíu. Vâng. Thì bây giờ này có Sơn Tây Khanh Lâu ở đây. Thì bây giờ thì thời gian còn nhiều. Nếu mà Sơn Tây có muốn lên ấy, thì hôm trước mình À. hẹn là khi mình về Bắc thì mình hẹn thứ hai mình sẽ gặp À Sơn rồi. Tây. Nhưng mà thứ năm mình lên, mình đã về rồi. Nếu mà Sơn Tây có muốn À. lên ấy, thì Sơn Tây ok. Thì mình sẽ mời lên. Còn lại anh Rồi. Siêu, anh cứ nói chuyện với anh Siêu. Rồi rồi rồi. Đấy, Sơn Tây lên thì lúc mà lên ok đây, vấn đề ok đây. Nhưng tôi đây là tôi nói ví dụ thế là trong vấn đề này á, mình cái khôn khéo của mình làm ăn mình khôn khéo là do mình tự quan hệ ngoại giao và mình để mình làm ăn thôi. Chứ Đúng còn rồi. thực tế là cái xã hội nó lại như thế, đúng không? Bây giờ tôi nói khẳng định là ông làm, ông mở cửa hàng ra mà ông không có chỗ đậu xe mà khách người ta vào cửa hàng ông người ta đậu ra ngoài đường thì rõ ràng là người ta phải phạt ông là đúng thôi. Ông bảo người ta, còn ông là công nhân, ông bảo là cái công đoàn hay là cái thằng chỉ Ok, đạo đây. hay là cái gọi là cái lo hành hệ ông, thì nếu ông là công nhân làm tốt không ai người ta hành không, tại sao cả một cái nhà máy bao nhiêu công nhân người ta lại hành mỗi gia đình ông, đúng không? Đấy, chả những người ta hành hệ hết mấy nghìn người à? Nếu ông phải nhìn kỹ chứ, ta phải làm cái gì cho nó đúng, không ai người ta nói mình được. Đấy, bây giờ ông đi làm thuê người ta, ông là công nhân là làm thuê cho một cái công nghiệp, cái công trường đó hoặc là một cái nhà máy đó, thì ta phải làm đúng theo quy tắc của cái nhà máy đó, đúng không? Của người điều khiển đó ở cái nhà máy đó, hay là cái tổ cái sản xuất đó, người ta là tổ trưởng, người ta trực tiếp chỉ đạo mình, cũng như là trong quân đội chúng tôi thì cái ông tiểu đội trưởng đó ông phải chỉ đạo trực tiếp mấy người lính, đúng không? Đấy, người ta mình có gì sai người ta phải nhắc nhở mình coi như là xúc phạm hay là cái gì đó thì người ta kỷ luật mình, đến đó là dĩ nhiên rồi. Mình làm đúng làm tốt đi, lúc nào cũng là người làm tốt thì ai người ta phải tôn trọng mình à. Đấy, mà tôi nói ông đã là người tốt, ông có trình độ, ông làm tốt cho một cái nhà máy này thì người ta giữ ông chứ không bao giờ người ta thải ông, đúng không? Đấy, còn cái người mà ông làm thì lười, sản phẩm ra không có, không đảm bảo thì người ta phải nhắc nhở ông là đúng thôi, ông bảo người ta phải nhẹ, cái đó là ông phải nên suy nghĩ trước. Đấy, cũng cái câu nói tôi nói cha ta, ông ta có câu là tiên trách kỷ hậu trách nhân, ta phải xem xét bản thân mình trước đã rồi hãy trách người khác. Đấy, đấy là cái như thế, Vâng, phải xem nhiều xét khi kỹ bản thân mình là đã. những cái Đó. tôi nói thật đấy với anh Trần Siêu nhé, tôi là người mà đi nước ngoài tương đối nhiều đấy. Thì tôi thấy Vâng. là như này, cái kỷ luật lao động của những người nước ngoài người ta cao hơn Việt Nam rất nhiều. Cho nên bây giờ những Đúng cái doanh đúng. nghiệp nước ngoài vào đây, ví dụ anh làm trong dây chuyền chẳng hạn, thì anh phải có một cái kỷ luật lao động đúng không? Bây giờ công đoàn nhắc nhở, Đúng. tổ trưởng người ta nhắc nhở thế này thế khác, cuối cùng đấy ông lại tự ái như thế này ấy, không được. Cho nên là bây giờ này, Đúng. bây giờ cái đất nước Việt Nam hiện nay đang bước vào cái thời kỳ chuẩn bị công nghiệp hóa, cho nên là bản thân mỗi chúng ta đúng không, thì mình phải học tập những cách làm nó chuyên nghiệp đi, chứ đừng Đúng. đưa những cách làm của những người nông dân. Phần lớn Đúng. là mình, những người dân Việt Nam là những người nông dân, rồi là mình thích đi làm lúc nào làm, thích nghỉ nào nghỉ, nhưng mà khi mình đã vào một Đúng. khuôn khổ rồi thì mình phải học. Nhưng mà cái chuyện đấy thì mình cũng mong muốn là mọi người học dần dần, cũng không học ngay là có hết, nó dần dần bắt đầu coi như người ta sẽ đi vào khuôn khổ. Cho nên là nói như anh Siêu nói ấy, mình đừng trách người ta, trước tiên mình phải xem lại mình như thế nào đã, sau đó mới Đúng, trách đúng. đấy, theo ý nghĩ của tôi thế. Đúng. Cho nên Bây là giờ tôi nói nói chung này. là vâng. Ví dụ như là một dây chuyền sản xuất, nó khoảng 5 người làm mới thành ra một cái sản phẩm các. Cái người trên mình người ta làm ùn ra, mình không làm kịp, cho người dưới không có việc làm, người ta ngồi người ta chơi, đó người ta nhắc mình là đúng thôi. Nó là do mình làm chậm. Đấy, ví dụ mình xét xem có đúng mình làm chậm hay không. Cái sản phẩm ra là nó ăn theo cả một cái dây Bạn chuyền gì đó, mình là làm ảnh hưởng cả một cái à, dây chuyền xin đó. lỗi em Đó. ngắt lời Siêu tí. Bạn nào bạn Đó. bạn Ngô Vận Gia vừa nãy bạn xin lên đấy.
thì bạn muốn muốn lên trước ấy thì là bạn ok đi, thì mình sẽ mời anh xem Ờ nào. đấy, Và ai lên thì ok. trong Rồi trong lúc mọi người chưa có ai, anh chưa có nói chuyện thì mới với em cho vui mà. rồi. Và đấy. Đấy là nói ví dụ, đấy là vấn đề như thế, cho ta làm cái gì cũng thế, ta phải nhìn một cách thật thông thoáng, nhìn ra mọi nhiều khía cạnh chứ ta không thể nhìn ở một cái khía cạnh đó được. Đấy. Vấn đề trong nước mình nhìn theo cái khía cạnh là cái cực đoan quá thì mình À, cảm thấy nước một phương Vũ rồi, cái xã Đông hội Bắc hoàn phân tích toàn về cực cô đoan, Sa rồi. đúng không? Ừ. Ta nhìn ở ở một cái đất nước mà mình nhìn theo cách cực đoan quá thì nó hoàn toàn nó thành trở thành một đất nước cực đoan. Ví dụ thế, ta nhìn ở cách nó thoáng. Anh siêu ơi, anh À. cho em cứ khoảng Đó. 3 đến mấy phút em phân tích, vì có cái bạn này bạn hỏi À. là về, tức là phân tích hộ về về Formosa, thì bây giờ này em chỉ phân tích nó ngắn gọn thôi, tức là Formosa là À. một doanh nghiệp của Đài Loan đã được coi như là đã hiện nay đóng ở cái khu công nghiệp coi như là Vũng Áng, Hà Tĩnh. Thì Formosa là một cái nhà máy chuyên môn sản xuất thép, nói chung là cái đầu tư rất lớn ở Formosa. Mà hiện nay ấy, là cách đây hơn 1 năm thì Formosa lúc đó chưa hoạt động nhé, thì có rửa những đường ống thì đã bị xả thải ra môi trường, làm ảnh hưởng đến môi trường của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế. Thì là sau khi đấu tranh nọ kia tất cả thứ thì công ty Formosa đã đền bù cho những người dân ở 4 tỉnh miền Trung đó 500 triệu đô la. Và cùng với nhà nước mình cũng phải cấp gạo này, rồi là tất cả các thứ nọ kia, hoặc là nhiều chính sách khác để cho những đồng bào 4 tỉnh đó, chứ không phải riêng Formosa. Thì đến nay, đến cái thời điểm đó, điểm đền bù để giải tỏa thì ok, hiện nay môi trường của 4 tỉnh miền Trung theo khảo sát của Bộ Tài nguyên Môi trường cộng với tất cả các chuyên gia nước ngoài thì hiện tại môi trường 4 tỉnh miền Trung đã trở lại bình thường, và bà con đánh cá nọ kia tất cả các thứ rất bình thường, không có vấn đề gì xảy ra. Còn hiện tại là ở cái nhà máy Formosa, 2 lò cao đã hoạt động rồi, thì cái vấn đề xả thải ra môi trường hiện nay không còn nữa. Và coi như là chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng Formosa chỉ có xảy ra một lần sự cố nữa thôi thì Formosa đã bị nhà nước mình coi như đuổi ra khỏi đất nước mình và không cho hoạt động ở đây nữa, và chính phủ mình đã nói cái chuyện đấy rồi. Hiện nay 2 lò cao Formosa của công ty thép Formosa đã hoạt động, và lương tháng có 12.000 công dân hiện nay đang làm việc cho công ty thép Formosa, nhưng với Rồi. lương tháng cỡ khoảng trên 10 triệu trở lên đấy. Và từ giờ đến cuối năm 2018 thì sẽ nộp cho ngân sách của tỉnh Hà Tĩnh cỡ khoảng hơn 6.000 tỷ đồng. Thì là hạn, và theo tất cả cái tôi nói với tất cả các bạn nhé, tất cả những chỉ số xả thải của Formosa đều được đưa bằng các bảng điện tử ra ngoài cổng. Và ví dụ như trước khi xả thải thì nó có một cái hồ gọi là hồ sinh động ấy, thì nuôi cái cá rất mẫn cảm với sự cố môi trường nhá, trước khi xả thải ra. Và các chỉ số của xả thải của Formosa và các chỉ số của Formosa đều được đưa về ra ngoài cổng và đưa về cho Sở Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh và Bộ Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh quản lý tự động, tức là bằng cái chip điện tử người ta đưa tự động về đấy. Cho nên là các bạn hãy tin rằng tỉnh Hà Tĩnh, vì có Formosa, hiện nay tỉnh Hà Tĩnh là một tỉnh ngày xưa rất nghèo nhưng bây giờ trở thành một tỉnh rất giàu. Xin mời các bạn hãy đi qua tỉnh Hà Tĩnh và ghé Đúng thăm rồi. Formosa một rồi xin mời. Bây giờ thế này này, ai chưa hiểu về Formosa thì hiện tại bây giờ mời các bạn cứ về Formosa và tìm hiểu. Cái dân Vâng. kêu ấy thì nó cách đấy mấy chục cây số cơ, thì nó lại kêu cái dân đạo ở cách đó mấy chục cây số nó kêu. Còn cái dân trực tiếp ở Formosa họ không còn kêu nữa. Nói thế để cho mọi người hiểu. Thế còn nếu ai muốn tìm hiểu kỹ nữa thì hãy về gần Formosa hỏi dân ở đấy là chắc chắn nhất. Xem cá hàng ngày người ta vẫn đánh lên bờ biển, người ta vẫn mua người ta ăn. Nói thế để cho mọi người hiểu thôi. Còn đấy, tôi nói thì mà không tin thì cứ về đấy tìm hiểu đi thì biết ngay. Cũng như tôi, ngay cái đợt ở trong 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 Dương Nội tôi không tin thì tôi vào tận nơi tôi tìm hiểu thì tôi mới biết được. Đấy, hãy ra đấy sẽ xác thực. Mọi người hãy ra tận nơi rồi hãy nói. Đừng có vội nói mà nghe cái mọi Không nó ấy que thì lên cũng có khả năng sao có cái một số bạn bạn ấy chưa tìm hiểu, thì mình đã nói rất nhiều nhá. rồi, Đúng thì hôm rồi. nay mình giải những sơ Đấy sơ đấy. cho các bạn hiểu, bác hỏi lịch sự mình hiểu trả lời.
đấy, hãy về đấy mà tìm hiểu kỹ ở ở tận nơi đi rồi hãy nói, chứ đừng có nói bừa nói bãi. Đấy, nói bừa nói bãi quá là không được, vì là trước đây có vấn đề đó, trước có nhưng bây giờ người ta đã xử lý hoàn toàn xong rồi, xong hết rồi. Kêu là cái dân cách đấy xa là cái dân đạo đấy, thì nó cách đấy xa nó kêu thôi, còn chính cái người dân ở đấy thì người ta không kêu nữa đấy. Mọi người thế là nói thế để mọi người hiểu và đi tìm hiểu cho kỹ rồi hãy nói, cái gì nó phải thực tế chứ đừng nói nếu cần. À, hôm nọ anh gì đấy anh ấy quay trực tiếp vào đấy, đấy quay trực tiếp vào tại khu sông xa đấy, dân ở tại đó người ta phát biểu, dân đánh cá lên người ta phát biểu đấy, là mọi người phải xem và tìm hiểu cho nó kỹ. Còn nếu không thì về tận nơi, nếu không tin thì về tận nơi rồi hãy nói, đừng có nói bừa nói bãi. Mình ở xa mình không chứng kiến thì đừng nói bừa nói bãi, cái gì nói đúng thì người ta tôn trọng, Vâng, còn cái gì ở mình đây nói ở bừa đây nói bãi có tự nhiên mình anh mất Nguyễn cái Nhàn đúng khả không năng anh, của mình đi. ở cái Đúng rồi bệnh đấy, viện. Vâng, bệnh viện. đúng rồi, có mà hôm nọ qua anh gì quay trực tiếp đấy là này Trần Trúc, Trần Trúc là nhớ nhá, chúng tôi đã bảo đi nhiều lần ông vào kênh Việt Vision mà xem kỹ đi, chính chúng tôi là những người về tận đời dương nội, chúng tôi quay video và phỏng vấn dân ở đấy rất nhiều lần rồi đấy nhá, đấy nói cho bạn biết là như thế, đừng có nói bảo là tôi không nói đấy. Hãy nói, hãy vào kênh Việt Vision và tìm hiểu cho nó kỹ, chúng tôi vào đấy trực tiếp phỏng vấn những dân ở khu vực đó và không phải một lần, nhiều lần, nói cho bạn biết là như thế nhá, không phải một lần, nhiều lần. Chỉ có 28 gia đình bây giờ là đang kêu đấy, mà trong khi đó là 7.100 gia đình đấy, ở đấy ở cái xã Dương Nội đó, nói cho bạn biết là như thế nhá. Đấy, còn có 28 gia đình nó kêu tôi phải khẳng định thế, phỏng vấn phải nhìn cả hai nơi. Đây tôi nói trên đất Dương Nội này để cho mọi người hiểu này, nếu để khẳng định này để giải thích cho dân Dương Nội này, đất Dương Nội ngày xưa đó là đất quốc phòng, nói với cái khu đất mà người ta đền bù giải tỏa đó là khu đất quốc phòng từ năm 1945, nhưng mà quốc phòng người ta không sử dụng đến, thì cái dân ở khu đó xã đó người ta chia cho dân sử dụng đấy, là sử dụng thôi nhá, còn đất quốc phòng người ta lấy lúc nào cũng được, nói thẳng đấy là đất quốc phòng. Nhưng mà khổ là cái thời gian mà ở nó bao nhiêu năm, à, từ năm 45 đến bây giờ, 45 46 đến bây giờ đấy, à, Rồi, từ năm chào 54 chứ không phải từ năm 54 đấy, từ năm 54 đến bây Vũ Sư giờ Hồng Lân thì Việt mấy chục năm trời rồi. Dân mình ấy nó khổ cả là có những người qua thời kỳ, cứ nhất là cái thời kỳ năm 1990 đến năm 92 ấy, một số người là dùng tiền để đi chạy sổ đỏ. Tôi nói cho mọi người đấy, nó xảy ra những cái chuyện nó là như thế. Đấy, một số người xảy ra đi chạy sổ đỏ. Đấy, chạy sổ đỏ rồi thì bây giờ là và có những đến khi quốc phòng người ta đòi, rồi người ta phải thu đất của người ta trên gì nữa, còn ông đi mua sổ đỏ, những cán bộ là cấp sổ đỏ cho người ta phải có tội đấy, cái đó sai là đúng sai về số rồi, cán bộ kim người ta liên bây giờ có những người dân Việt ít tiền Nam sổ thu hết đỏ cho nên cộng sản giỏi lắm, tôi đúng. thấy cộng sản toàn che mắt những người dân thôi, coi như bịt mắt, bịt Tôi mắt. nói năm sau bịt mắt được, bây giờ tôi nói ví dụ như trong Dương Nội chả nhẽ bịt mắt được hơn 7.000 người nhà mà chỉ có 28 nhà đó là giỏi, mà 28 nhà đó là hợp tác với Lu đấy, 28 gia đình đó là hợp tác với Lu, còn 7.100 à 7.072 gia đình người ta không hợp tác với U thì người ta đã nhận tiền bù từ bao giờ rồi, rất đâu người ta xây nhà xây cửa, người ta làm ăn vốn liếng, người ta bây giờ người ta làm giàu rồi, vì cái lúc đó cái thời kỳ đó giá tiền nó chỉ có vậy thôi, người ta đền bù cho là tốt rồi, vì cái đất quốc phòng người ta chỉ đền bù cho anh cái đất canh tác thôi chứ, anh trồng cây lên là người ta đền bù cho anh thôi chứ, thế anh làm sao anh nói được mà đất của anh được. Đất sổ đỏ chỉ có 120 mét vuông của một gia đình là người ta đền theo đất sổ đỏ, à, cái giá khác. Còn cái đất nông nghiệp là cái đất coi như là tôi nói đất nông nghiệp thì chưa nói đất quốc Ôi, phòng, người tôi ta xin cứ lỗi đền bù cho anh đàng Kim hoàng. Liên, Dung Hố thế xả thải bao nhiêu năm mà coi như là phụ gia ở Hà Tĩnh mới thành lập được từ năm À, nào mà bao nhiêu năm. chào Hoàng, chào Hoàng Hải Yến xinh đẹp nhá. Rồi, đây Hoàng Hải Yến hôm nay bây giờ thấy có mặt rồi. Trời ơi, bây giờ coi như là thử về cái vùng phô xa xem. Tết năm ngoái Đúng. em có đi Tôi xe qua phô xa mà em nói có dừng lại cho. cổng cổng phô xa, thì ở bên đấy tất cả nhà hàng quán ăn hoặc tất cả các thứ thì nó đều hưu lắm. Nhưng bây giờ xin mời các bạn về vùng Kỳ Anh Hà Tĩnh, các bạn xem là một không khí nhộn nhịp, nhân dân rất phấn khởi, thấy chưa? Và tôi nói là mọi người nói ở đây là chỉ nghe cái tin rồi nói là rất nhiều đấy, nghe cái tin rất nhiều chứ mà vào thực tế mới hãy nói lên được, còn đừng nghe tin những người lọ người kia nói đấy,
Có những người trực tiếp ở ngay đây, ngay tại gần Dương Nội, cách có cây số thôi còn nói sai. Đấy, nói thật đấy mà, còn nói sai. Chứ đừng nói bảo vì phải vào trực tiếp hỏi những người dân đó, những người dân người ta trực tiếp ở đó thì mới là trực tiếp. Chứ còn ngay bản thân, tôi nói ngay gia đình này với gia đình bên kia cách nhau một bức tường, nhưng gia đình kia vướng mắc một cái gì đó, gia đình này còn không hiểu, còn nói không rõ, không nói rõ nữa nè. Đấy, chứ đừng nói bảo là một cái xã Dương Nội thế không phải một 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 nhà, hay nói nếu xã Dương Nội có 28 nhà đó thì tôi không nói, hoặc là bảy hơn 7.000 gia đình đó, người ta đều kêu oan nó lại một khác. Đấy, chỉ có 28 gia đình mà đặc biệt có 7 gia đình là kêu mạnh nhất, là 7 gia đình. 28 gia đình trong đó 28 gia đình có 7 gia đình là kêu mạnh nhất. Đấy, nói thế nên mọi người phải hiểu. Thế chưa? Ôi, bây giờ mình phải nói cái gì nó phải nói đa số. Bây giờ ví dụ như là tôi nói là mình gọi là các bạn vẫn bảo là trưng cầu dân ý, thì trưng cầu dân ý ví dụ như là 7.100 gia đình thì người ta có 28 gia đình một Bây giờ phía đến cái thì này, ai bên nào hiện nay ấy, là người bạn ta nghe không bên biết cái nào? gì hết đấy. Bây giờ tất Đúng. cả ví dụ nước biển hoặc cái nước mà xả thải ra, người ta có những chỉ số sinh học nào kia các thứ. Hiện nay em nhìn cái hồ hồ cá người ta nuôi ấy, toàn cái cá mà cá cá chép Nhật đấy anh, mà cái cá chép Nhật ấy, người ta cái loại cá đấy sống rất mẫn cảm với cái điều kiện môi trường đấy, thì người ta nuôi cá đấy để cho nhân dân nhìn là mắt thường. Còn lại về khoa học nhé, người ta đã đưa tất cả các chỉ số về môi sinh môi trường ở cái hồ chuẩn bị xả thải đó ra ngoài bảng điện tử để nhân dân giám sát đấy. Đấy là mình nói thôi, còn lại người ta rất nhiều chỉ số khác đấy, nói mà Bây thiên giờ mà nhiên nói về vấn đề khoa học ấy thì tôi không biết, khoa học thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy là dân ở đấy người ta quay cử trực tiếp, như một số anh gì anh quay trực tiếp ở tại sông Sa, tại bãi biển luôn, tại biển khi dân người ta đánh cá về đấy mà phỏng vấn tại dân ở đó luôn thì mình phải tin chứ, chả nhẽ lại mình không tin. Nhìn thấy clip đó người ta quay lên trực tiếp chúng tôi xem luôn, và người ta phỏng vấn tại dân đấy, người ta trả lời luôn đấy, thế mình chả nhẽ người mình không tin. Còn người ta nói là dân kêu oan là cái dân đạo ở cách đấy một đoạn rất là xa. Đấy, thì cái dân đạo thì chả ảnh hưởng gì cả, nhưng người ta vẫn kêu. vâng. Đấy, người ta kêu là kêu. Đấy, là thì mình phải hiểu làm sao. Đấy là cái bọn phá hoại, mình phải khẳng định là. Ví dụ như tôi thấy cái trường hợp như là vừa rồi, như là thi cử mà nâng điểm, nâng điếc là tôi là người đấu tranh với những cái bọn quan đó. Cái bọn quan đó là khẳng định nó là bọn quan tham. Nếu ông không nhận tiền của người ta thì không bao giờ ông nâng điểm cho người ta. Tôi là người đấu tranh đây. Đấy, trường hợp đó ta đấu tranh là đúng. Tôi khẳng định mà tôi ủng hộ những người đấu tranh cái đó, hoặc là những vừa rồi một số hơn chục tướng lĩnh bị bắt đấy, ta đấu tranh với những người đó. Đấy, nhà nước chỉ ra những người đó là những người tham ô, ta phải đấu tranh để cho khi những người đấy ra tòa phải xử đúng người đúng tội. Ta đấu tranh như thế nó đúng mà mọi người ủng hộ, đúng không? Chứ ta không đấu tranh những cái sai, những cái chặt ta chưa biết, ta không đấu tranh ta cứ nói bừa thì không ai người ta nghe mình. Đấy, phải khẳng định là đã là vào pháp luật thì mình phải nói đúng, nói sai một câu thế là mình đã chết rồi, mình phải nói đúng chứ. Đấy, đấu tranh cho nó đúng thì ai người ta, kể cả pháp luật người ta tin, và những người làm nhà nước người ta cũng phải lẻ mình. Còn ta đấu tranh sai, người ta coi thường, người ta bỗng này chả hiểu gì cả, nói bừa, thế là tự nhiên người ta coi thường mình rồi. Ví dụ như mẹ con chị Cấn Thị Thêu bây giờ có đi đâu người ta không thèm tiếp, tôi nói ví dụ thế đúng không, người ta không thèm tiếp, người ta coi thường. Đấy, nói thẳng câu đến 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 nói với những người dân thường ra. Đấy, vừa rồi mẹ con Cấn Thị Thêu cái đợt mà tháng 6 vừa rồi là sau ngày 10 cả mùng 17 hay là hai mấy đấy, cái ngày chủ nhật đó được 7 người bắt đầu cầm 7 cái bảng đi dọc dọc đường ấy, thì họ bảo ơi dân ở đây người ta thờ ơ, người ta không quan tâm đến chúng tôi cả, cũng 7 người đi thôi. Sau đó bắt đầu nghe nhìn thấy cái xe công an trước, ôi, có xe cảnh sát rồi, 7 ông mỗi người nặng một đường. Thế thì Hiện ai người nay ta tin nếu như ở dân Việt người Nam ta không có ủng hộ? luật dân trưng cầu dân ý. Đúng không? Đó. Không có cái luật dân cầu đi, có trong hiến pháp là có anh bạn ạ, nhưng mà nói như này này, phải có 2/3 người trong quốc hội mà người ta nhất trí trưng cầu dân ý thì mới được trưng cầu dân ý, chứ không phải là dân đòi trưng cầu dân ý là trưng ý được. Đấy, trong Nhưng mà 2/3 ở hiến pháp ba có ghi, nhưng mà người trong luật chưa có quốc ạ, hội luật chưa có. Chưa có luật. luật thì chưa có, nhưng mà Em đang trong hiến nói pháp em là Việt Nam có, hiện nay chưa có luật nhưng mà trưng cầu dân ý. phải có 2/3 đại biểu quốc hội người ta yêu cầu trưng cầu dân ý thì nhà nước sẽ phải trưng cầu. Vì trưng cầu dân ý người ta phải bỏ tiền ra, bỏ chi phí ra mới trưng cầu dân ý, chứ không phải là cứ ra kêu là ai nhất trí thế nọ kia là người ta hay người ta đuổi từng nhà đâu. Đấy,
người ta mỗi một lần cái cầu gì mất bao nhiêu tiền, chi phí bao nhiêu, như 2/3 quốc hội người ta nhất trí trưng cầu dân ý, thì được. Nếu các bạn muốn trưng cầu dân ý, các bạn hãy vận động cho 2/3 cái đại biểu quốc hội đó ở trong quốc hội người ta nhất trí trưng cầu dân ý đi, thì sẽ có trưng cầu dân ý ngay. Hãy lên nhớ là như thế nhá. Đấy. Em nói anh Trần Siêu cái này, các À. bạn ấy hỏi cái những cái điều đó vớ vẩn, vì này đất nước hiện nay, đất nước Việt Nam hiện nay đang hòa bình, đang ổn định tất cả các thứ, Đúng. thì chẳng ai mà mang trưng cầu dân ý làm gì, chỉ có một nhóm nhỏ dân vớ vẩn các thứ người ta coi như là ấy thôi. Trong hiến pháp có nhá, Vâng, Trần Toàn hiểu là chị cứ đọc trong hiến pháp thì có, trong hiến pháp có vấn đề trưng cầu dân ý, nhưng nhưng mà mà chưa có phải luật, 2/3 chưa đại biểu, tôi nghĩ chưa có luật, là chưa luật. hiến pháp ghi thế nhưng Nhưng luật chưa mà có là chưa làm, phải có luật. phải có 2/3 đại biểu quốc hội người ta nhất trí trưng cầu dân ý thì nhà nước sẽ phải trưng cầu dân ý. Đấy, 2/3 này vì đa số mà, người ta đa số mà này. Đấy, chứ còn không thể nói đâu là chỉ có vị trong đại biểu có 500 người nhưng có 15 ông không nhất trí thì ai người ta là trưng cầu dân ý. Đấy, mình phải hiểu nó là như thế. Mình sống trong pháp luật mình phải biết, chứ không phải là tranh nói bừa, là chơi trưng cầu dân ý bừa được. Có thể ông thích trưng cầu dân ý là trưng cầu dân ý được đâu, cái gì nó phải có luật của nó chứ, ông muốn thế nào là được thế à, nó không thể được. Đấy, đúng Bây rồi, giờ có này thể là em, anh ấy nói đúng, có rồi, như chưa xong qua rồi. anh Trần Siêu như này này, hiện nay nhá, À. cái cơ cấu của Việt Nam là như này, em không nói là cái đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, À. cấp quận, huyện hoặc quận hoặc cấp tỉnh và đại biểu Quốc hội, tất cả những người đại vị đại biểu đó đều do nhân dân bầu lên, đúng không? Người ta đại diện cho À. dân, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, cho nên ví dụ những người dân như anh Siêu, em và tất cả các bạn đều là những người cử tri. Ví dụ mình có một cái điều gì thắc mắc hoặc cái điều gì ấy nào kia, thì ở những cái gọi là cái hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh và ở quốc hội, người ta đều có những văn phòng tiếp dân, mình sẽ lên mình đề đạt những ý kiến của mình. Còn cái chuyện mà tiếp thu như thế nào, cái ý kiến của mình có đúng hay không, tiếp thu như thế nào, người ta tổng hợp lại và đến cái kỳ họp đại biểu quốc hội, người ta sẽ đưa những ý kiến của mình lên trên quốc hội, đúng không? Vì những vị đó là đại Rồi. diện cho mình mà, mình là cử tri mà, cho nên các bạn phải hiểu những điều đó mà. Đây nói là bảo là Cấn Thị Thêu không sai, nói thế là sai. Rất nhiều nhà báo nhá, là như là ví dụ như là gì nhỉ, Dũng Vô Va này, rồi là cái thằng Bách nha, ở Hà Nội, ở dưới Hàng Gai kia, nó đã đến tận nơi để nó hô hào dân ở trong đó, đưa lên trên báo này khác, rồi là tố cáo được khác nha. Nhưng mà phải nói nhìn kỹ đi, hãy nhìn kỹ. Bây giờ mọi người, người ta thì phải đi đúng pháp luật. Đúng là có sổ đỏ, sổ đỏ có, nhưng cái sổ đó là anh mua, nhà nước không công nhận, vì đất ở đâu, quốc phòng ai có quyền bán sổ đỏ. Cán bộ bán cho anh cái sổ đó là cán bộ cũng sai, anh cũng sai, anh là người Thì đi thôi, mua sổ đỏ và cán bộ cấp trên cho sổ nên đỏ là cán bộ là sai. em xin lỗi anh Trần Siêu, em trả lời cho AQUY đi, cái này AQUY không hiểu. Và Bây giờ ví dụ nhá, các bạn thường ở bên phía đối lập, các bạn là cứ nói đảng cử dân bầu, đúng không? Tất nhiên đúng. cái này không phải đảng cử, mà do mặt trận tổ quốc, người ta cử những người ưu Đúng tú rồi. ứng cử vào đại biểu nhân dân cấp quận, huyện, cấp tỉnh và quốc hội, đúng không? Còn nhân dân mình là người đi Không. bầu những đại biểu đó. Và có một điều nữa, ai tự ứng cử vẫn cứ được, nhưng vừa rồi như ví dụ như mấy cái thằng mà Phan Văn Bách hoặc là Lê Thị Mỹ Hạnh hoặc là Nguyễn Quang A đấy, một số Đấy, cái ta mà dân cũng chủ, người đều ta ứng cử quốc hội. tự ứng cử đại biểu Đúng. quốc hội, thì phải qua tổ dân phố hoặc là tất cả các thứ họp xem ai ông này có xứng đáng không, đúng không? Tất À. cả nhân dân chúng tôi đi bầu ở Việt Nam, tỷ lệ những người đi bầu nó là cỡ khoảng 97 đến 100%, đúng không? Thì những vị đó là những Đúng. người đại biểu, tức là đại diện cho chúng tôi ở cấp huyện, cấp thành phố Đúng và rồi. quốc hội. Nói cho quý hiểu hiểu rồi đó. Nó như bên Mỹ Bây bây giờ giờ tôi cũng nói đang thị này. viện, tự viện Đúng rồi. nó vậy Bây thôi. giờ nói này, ở xã ở phường là Nhân đều có dân, hội đồng nhân những người dân. tôi, những Đấy, người hội đi đồng nhân nhân dân. dân chúng tôi Đúng đi rồi. bầu đại biểu quốc hội, Đúng. đúng không? 5 năm một lần tôi Đại cầm lá biểu hội phiếu, đồng nhân dân. đúng. Ừ, đúng. Đại biểu hội đồng nhân dân bầu ra những cái người ứng cử ra đề cử ra cái người 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 bầu đó. Đấy. Tôi Thế là nói như thế. AQ, Đại xin biểu lỗi, hội đồng nhân nhiều dân. khi AQ không biết cái bầu cử Việt Nam. Ví dụ này,
ở cái đơn tôi trừ cấp tỉnh cấp huyện đây nhá. Ví dụ ở đơn vị bầu cử của tôi ở chỗ này là đơn vị bầu cử số 1 gồm có 5 vị Rồi. được bầu vào, tức là được giới thiệu bầu vào cái đại biểu quốc hội, gồm có ông A, ông B, ông C, D, ông Z, thì trong ba À. năm người đó tôi chọn là ba người đúng không, những ba người đó với số phiếu nó cao hơn tất cả các thứ thì người ta vào đại biểu quốc hội, còn hai người kia bị trượt thì Đúng thôi, rồi. đấy là Có dân cái tôi là rồi. ở đúng rồi. Tôi phải xem là cái lý lịch của người đó này, rồi có tất cả những, nói chung là những danh sách của người đó, người ta ra hết những cái lý lịch này khác của người đó, thì tôi thích ai thì tôi bầu người đó. Đó là như thế. Đấy. Ví dụ đấy, còn người dân được bầu hội đồng nhân dân ba cấp, có nghĩa là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Đấy. Còn và bầu ra đại Không biểu quốc hội là người dân trực tiếp bầu ra. vâng. Đại biểu quốc hội người dân cứ bầu ra, còn đại biểu quốc hội thì bầu ra những người lãnh đạo đấy trong trung Chính ương đấy, phủ. nói rõ thế. Trong chính phủ thì đại biểu quốc hội người ta thay mặt mình người ta bầu ra, chứ làm sao cả nước người ta đều lấy dân phiếu đó bầu được, chỉ có những người trong đại biểu quốc hội người ta bầu ra lãnh đạo của chính phủ đấy. Còn chúng ta là những người dân bầu hội đồng nhân dân các cấp và bầu ra cái đại biểu quốc hội đó đấy thay mặt mình, không khác gì là ở bên Mỹ người ta bầu ra cái ông dân cử đó đúng không, cái đại cử tri đó, thì đại Đúng cử tri rồi, đó bầu ra những người đó là nhân dân ra được ra bầu cho tổng nhau đó, thống. kia đúng rồi, được Ờ, bầu cho nhau. đúng là như thế, Ngu si, cái cái gì con nữa. thiên nhiên này ngu thật. Hiện nay nhá, đất Đấy thủ bây giờ tôi thiêm nói nói chung hiện nay là ổn, không có vấn đề gì cả. Vừa rồi đúng coi rồi. như là bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân sang bên Thủ Thiêm họp với một số người dân Thủ Thiêm, thôi đừng sống ở những cái khu tạm bợ ấy À. nữa, bố trí chung cư rất là đẹp, sạch đẹp, sau đó ai muốn ở chung cư đấy thì ở, còn ai muốn nhận tiền đền bù thì nhận. Nói chung Đúng là rồi. vấn đề về Thủ Thiêm thì chứ không phải là đã giải quyết dứt điểm, nhưng mà nói chung là đã giải quyết dứt điểm, vì hiện nay chỉ còn tồn tại một số hộ thôi chứ không phải là hết. Mà Thủ Thiêm sắp tới tôi nói với các bạn chỉ cần 5 năm nữa thôi các bạn hãy sang bên Thủ Thiêm, là một thành phố hiện đại thuộc dạng nhất Đông Nam Á hiện nay. Không, tôi nói sự thật, tôi riêng tôi thì tôi không được ai, đừng ai nói là tôi bưng bô cộng sản nhá, tôi không bưng bô. Nếu ông cán bộ nào mà làm sai hách nhiễu dân tôi đấu tranh ngay, nói thẳng đấy, hách nhiễu dân hoặc là tôi nhìn thấy ông cán bộ đó mà tham ô tôi cũng đấu tranh ngay đấy. Nhưng mà vì là có ví dụ như là cán bộ ở phường này mình còn theo dõi được, ví dụ thế phường mình có thể theo dõi được là ở ví dụ như cái khu vực này khu vực giải tỏa đi thì ông ấy giải tỏa bao nhiêu thì ta phải tìm hiểu theo dõi về những cái này cái khác, ta phát hiện ra thì ta còn nói được, còn nếu không phát hiện ra thì ta nói bừa làm sao được, nói bừa là nói là không thể được rồi, ta phải nhìn cái gì thực tế, cái gì tôi không biết tôi không dám nói. Tại sao có những cái nơi mà ví dụ như ở trong Thủ Thiêm thì tôi có dám nói đâu, Thủ Thiêm tôi không nhìn thấy, tôi phải hỏi anh Bằng vì anh Bằng là người gần đấy trực tiếp phải ra Thủ Thiêm để anh tìm hiểu đúng không, tôi phải hỏi. Chứ còn ở đây tôi cảm thấy chỗ nào coi như thì tôi thấy ví dụ như là bảo Ôi cái là ở thằng Trần trong Xúc này, mày mày xúc trong rừng mày biết cái quái mà mày nói, thôi đi bệnh viện Biên Hòa đi em, xuống đây thì cứu tiền anh cho tiền, đi vào bệnh viện Biên Hòa đồng hương khói cho anh cho thật, em xuống đây rồi gặp anh cho tiền em vào bệnh viện Biên Hòa, mà cần thiết anh dẫn em vào, vâng không nó đồng hương với em anh ạ, nhiều khi mình xúc rừng đỡ và... đồng hương tí không sao vậy. đúng, tôi nói sự thật một câu này, tất cả những cái gì thuộc dạng tôi là người đấu tranh, là người dân, nếu như không vì cái bọn bao que thì tôi sẽ đấu tranh với những cái tiêu cực trong nước, nhưng vì cái bọn bao que cho nên chúng tôi phải ưu tiên đấu tranh với bọn bao que trước, vì cái bọn bao que mới là kẻ thù số 1, xong đến Trung Quốc là thứ hai, rồi đến cái bọn cán bộ tham ô tham nhũng mới là thứ ba, tôi khẳng định cái như thế, tôi phải xếp sắp cái trường Ai hợp thằng nào nào mình phải xúc phạm cân trước bạn, chứ, mình không gì tham đấy ô tham nhũng xúc phạm chủ tịch thì nước. nhà nước ta người ta có trách nhiệm hơn bản thân mình chỉ là đấu tranh thôi, người ta nhìn ra người ta mới tìm ra, có đầy đủ cơ sở người ta tìm ra phát hiện ra được những ông nào là cán bộ tham ô cái gì to hay nhỏ hay như thế nào chứ, còn mình là chỉ là người đấu tranh theo sau để cho người ta Ok, đưa ra rồi. người ta xét xử phải đúng Anh ơi, người đúng tội anh đấy. siêu ơi, bây giờ Rồi còn vâng thời gian cho khoảng hơn 1 tiếng nữa. Rồi bây giờ vâng em